điểm đến của tụi mình là cái đá đen đen ở phía dưới kia, bãi đá đen. Đây cái đá cũng đẹp đó em, giống như nó được mài đó em. Ừ, khô luôn, mịn nữa. Đẹp như vậy này. Đi cha chén thì tại vì em vừa đi xuống bãi tắm đấy, xong không có sóng. Không đi chụp hình ấy. Hôm nay là nhà Linh có người nhà từ trong Vũng Tàu ra nên làm hướng dẫn viên du lịch dẫn đi chơi. Xách đồ vô. Mình xách bớt cho. Thì cháu về đó lại nữa. Giờ mình đang làm nhiếp những cái anh đó, những cái anh đó. Đúng là khi nãy chụp bằng máy chụp hình nhé, cái góc hình nó đẹp hơn luôn. Đúng rồi á. Hiện tại thì tụi mình đang ngồi ở khách sạn The Square, ở cái nhà hàng cổ, ở quán cà phê. Bình thường thì lúc trước Tết á thì là nó không có hoạt động mà sớm như vậy. 11 giờ mới hoạt động. Mình không muốn nghỉ thờ, sáng nó không sáng. Nên ăn sáng trước ở nhà, xong rồi mới dẫn Uyên đi vào đây cà phê. Ừ. Nhìn lên cũng được.
coi lại xem được không? Ăn sáng uống xong thôi tại The Secret. Ôi đẹp. Kia rồi, nước ép được không? Kia kia rồi. Kia chú cho nó. Đây mẹ bé, mẹ bé. Mẹ bé. Mẹ bé. Nè nước à, nước à.